Sống có bao năm vui vui buồn buồn, người người ngậm ngậm. Sống chết mong manh như thân cỏ hèn mọc đầy núi non. Cuộc đời cho tôi tiếng nói đôi khi vui tươi. Cuộc đời cho tôi tiếng nói đôi khi ngậm. Gió núi bay qua lao sao bụi bờ, lao sao bờ ngựa. Nắng quay yêu mà lung linh thành trì, lung linh cửa nhà. Bước tới hư vô khoác áo chân như lóng lánh giọt lệ, long lanh giọt lệ thiên Bản nhạc mà các bác vừa nghe được thể hiện bởi bộ dàn gồm có loa Focal Area 926 ghép với châm ly Cronus Mark 5 Ba La Mã. Bộ dàn này có mức giá tham khảo là 165 triệu và mức giá tốt nhất là 125 triệu. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với đôi loa Pháp quốc dân, đôi loa Focal Area 926. Tại sao Hải Sơn gọi nó là đôi loa Pháp quốc dân? Tại vì Việt Nam mua đôi loa này rất nhiều. Nó có quá nhiều ưu điểm. Phải nói rằng là đây là một đôi loa đã có lâu rồi. Hải Sơn cũng không nhớ rõ là nó có khoảng bao nhiêu năm, nhưng mà chắc chắn là phải tầm 7-8 năm rồi. Nhưng mà nó vẫn chưa đổi mẫu, vẫn chưa ra mẫu mới và nó vẫn bán chạy. Tiếp theo, nó ở một cái tầm giá khoảng vài chục triệu nếu mà quý vị mua lẻ đôi loa này. Cho nên đây cũng là một cái giá mà người ta có thể dễ dàng bỏ ra, không quá là khó. Với cả thêm nữa rằng là mấy chục triệu chúng ta có đây là một đôi loa sản xuất tại Pháp này, hình thức tương đối hoành tráng. Tất nhiên, đây là 926, trên nữa thì chúng ta có 936 này, 948. Trừ đôi 948 thì hơi đồ sộ, thực sự phải phòng lớn, còn 926 với 936 thì rất vừa đối với hầu hết các phòng nghe của Audiophile tại Việt Nam. Bây giờ chúng ta sẽ đến hàng loạt ưu điểm của nó đi, xem tại sao mà nó thực sự là một đôi loa Pháp quốc dân. Lần này chúng ta sẽ đi từ dưới lên trên nhé. Đi từ dưới lên trên. Một, chân gang đúc. Rồi, hai, mặt trước phủ da. Tiếp theo, thứ ba, màng loa sợi lanh trông rất là có điểm nhấn. Rồi, dịch lên tiếp lên phía trên, lên trên hẳn. 4 là cái trên nóc nó làm bằng tấm kính trông rất là sang trọng. Thứ 5, xoay sang hai bên chúng ta sẽ thấy ở bên cạnh này là có cái màu gỗ trông rất là đẹp và còn có cả cái phiên bản Black Piano nữa. Rồi. Thì đấy là 5 cái ưu điểm về mặt hình thức. Thế còn cái ưu điểm về mặt âm thanh là gì? Chúng ta lại đi từ dưới lên. Ở đây họ có trang bị là hai cái lỗ thoát hơi. Trong đó một cái lỗ thoát hơi là đánh úp xuống về dưới đất, một lỗ thoát hơi là đánh ra phía trước. Cho nên đôi loa này nó rất dễ bày biện, kể cả bất quá là chúng ta để loa sát vào tường sau nhưng mà nghe vẫn rất là ổn, tiếng trầm rất khó mà bị rền. Cái dòng này tiếng trầm của nó thì không phải là quá quá sâu đâu, nhưng mà nó đánh rất là êm tai, nghe cũng không bị rối, và nó là một cái tiếng trầm mà nghe cảm giác dễ chịu, nó không phải tiếng trầm thích hợp cho nhạc mạnh, dòng loa Pháp mà. Và tiếp theo chúng ta có những cái hệ thống loa sợi, cái sợi vải lanh này này, nó lợi về trung âm và nó cho cái giải châu âm nghe rất là mượt và rất là sáng. Những cái củ loa woofer này, hai củ loa woofer trầm thì có đường kính là 16,5 cm, cái loa trung âm cũng có đường kính là 16,5 cm, và cũng thêm một cái chi tiết nữa là bắt đầu từ dòng Aria thì họ sẽ làm cái tweeter là chép cầu lõm đây, nó ngược vào bên trong để nó khuếch tán và nó mở rộng cái góc nghe ra phía bên ngoài. Thêm lại tiếp tục ưu điểm nhé. Đôi loa này nó rất là dễ kéo. Đôi loa này có trở kháng là 8 ohm và độ nhạy cao 91,5 decibel.
Thế thì bây giờ chúng ta sẽ xem là nó có cái nhược điểm gì nhá. Nhược điểm có nhưng mà ít thôi, thế cho nên nó mới được yêu thích. Nhược điểm là cọc loa thì trông không quá là bắt mắt, nó không phải là trông, gọi là trông nó không quá xịn, nhưng mà đủ dùng và dùng tốt. Cọc loa này là cọc loa đơn thôi, chúng ta cũng không thể đấu bay wire được. Cũng khó tìm nhược điểm, thật sự rất khó tìm nhược điểm. À, nếu mà ai mà yêu cái tiếng trầm mà nó đậm đậm sâu ấy, thì đây không phải là một cái dòng loa nó có thế mạnh nhiều với cái giải trầm sâu. Chúng ta cần kết hợp thêm âm ly hay là subwoofer. Tiếp theo rằng là đây là một đôi loa cho âm thanh hay trong tầm giá, cũng không phải là hay nhất đâu, nhưng mà bây giờ các audiophile họ luôn muốn tìm cho mình một đôi loa hay nhưng hình thức còn phải đẹp nữa, trông phải sang trọng, có điểm nhấn nữa, thì cho nên đôi loa này nó hài hòa và nó còn dễ ghép nữa, cho nên nó vẫn là ưu điểm nhiều hơn khuyết điểm. Thế thì muốn âm thanh nó đậm đà hơn một chút, có lực hơn một chút thì chúng ta rất là đơn giản thôi, chúng ta hãy đầu tư tiền cho một cái âm ly tốt. Thì âm ly đây là của hãng Rozo Audio. Tên dòng sản phẩm này là Cronus Mark 5 3 la mã. Khi mà quý vị nhìn vào cái số 3 la mã ấy, thì quý vị biết rằng đây là một dòng sản phẩm nó đã có hơn chục năm rồi. Đến phiên bản Mark 3 thì nó đã trải qua rất là nhiều các đời như là Mark 1, Mark 2. Và qua mỗi đời họ lại có sự cải tiến, và cũng là Mark 5, nhưng Mark 5 3 hay hơn 2 và hay hơn 1, càng ngày nó càng hay hơn. Đây là một chiếc âm ly của một thương hiệu Mỹ và được sản xuất tại Mỹ. Thì nó có một số cái ưu điểm là, thứ nhất là công suất của nó rất là mạnh. Công suất của nó là 100W ở trở kháng 8 ohm nhân 2 kênh. Đương nhiên là nó đánh cái đôi 926 hay thậm chí các bác ghép lên 936 được, ghép lên 948 cũng được. Cho nên là nếu mà mua cái chiếc âm ly này thì loa là cứ đổi lên trên thôi, cũng chưa phải thay thế âm ly. Đấy là ưu điểm về công suất của nó rất mạnh. Tiếp theo rằng là nó có sự biến hóa về chất âm, là chúng ta có thể chuyển đổi giữa cái chế độ là triode hoặc là ultralinear thông qua cái nút gạt ở phía đằng sau. Khi ở chế độ ultralinear thì nó sẽ cho mức công suất là 100W ở trở kháng 8 ohm nhân 2 kênh, còn nếu mà ở chế độ triode thì nó sẽ có mức công suất là 60W ở trở kháng 8 ohm nhân 2 kênh. Ở chế độ triode thì nghe âm thanh nó sẽ ngọt ngào hơn, và Hải Sơn cũng đang để nó ở chế độ triode. Tiếp theo rằng là âm ly này thì không có cái tính năng auto bass giống như cái dòng âm ly Prima Luna. Thế nhưng mà thực sự nếu mà âm thanh họ cho rằng là âm thanh mà muốn hay nhất ý, thì là phải tự chỉnh tay. Thì tự chỉnh tay thì nó cũng rất là dễ thôi, có các cái nút gạt để chúng ta có thể hiệu chỉnh từng đèn, và có một cái tune để chúng ta có thể xoay chỉnh, và cứ giá trị ở 25 thì là ổn. Khi mà chỉnh tay này thì chúng ta có thể chỉnh nó rất chính xác và chỉnh căng. Thì họ cho rằng là chỉnh như thế thì sẽ đạt được âm thanh tốt nhất từ bóng đèn. Thì cứ sau một thời gian, ví dụ khoảng vài tháng chẳng hạn, chúng ta lại kiểm tra lại thì rất là đơn giản. Có khi một tuần các bác đã muốn kiểm tra rồi ấy, lại nó lại là một cái cảm giác. Rồi. Âm ly này thì về mặt hoàn thiện thì Hải Sơn đánh giá mức mức khá thôi, chưa cho điểm cao nhất về hoàn thiện, không thể sánh với những dòng âm ly Ý như là con Symphonia mà Hải Sơn đã giới thiệu được. Nhưng mà về âm thanh thì nó là một sự lựa chọn rất rất là tốt và nó mạnh. Nó là dòng âm ly đèn mà thiên về lực âm. Nó thiên về lực âm là nó cũng đang được trang bị 4 cái bóng KT120. Với cái dòng bóng KT120 này, nó thường lợi về cái giải cao, giải trầm, tức là nó mạnh về bát và chép. Nó cho ra cái tiếng rất là lực. Còn những cái dòng bóng như là L34, L34 ấy, thì sẽ lợi về trung âm hơn. Đấy, cho nên là đây là một chiếc âm ly đèn nó đậm chất Mỹ, nó rất là lực lưỡng. Rồi, đây là những hệ thống biến thế nguồn, biến thế xuất âm. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức hệ thống này xem là xử lý âm nhạc ra sao. When the night has come, and it is dark, and the moon is the only light that we see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. If the sky
vì là có khó September and fall. Oh, and the mountains should crumble into the sea. I won't cry, I won't cry, no. And I won't shed another tear, just as long as you stand behind me. So darling, darling, stand by me. Stand behind me. Oh, my darling, please stand behind me. Sau khi nghe thử thì chúng ta có thể nhận thấy rằng là cái chất Pháp của loa Focal Aria 926 ghép với cái chất Mỹ của dòng Rosso Audio Cronus Mark 5, nó đem lại một cái chất âm nghe khá thú vị. Tức là vừa có một cái độ mượt mà, tinh tế, nhưng mà nó lại vừa có được những cái lực âm ở trong những cái nốt nhạc, hay là nó lại có thể đáp ứng được một số đoạn cao trào tương đối tốt. Mặc dù đây là dòng âm ni đèn thì tốt nhất là phải trải nghiệm nghe thực tế tại Thiên Hà Audio số 5 ngõ 198 phố Thái Hà, Hà Nội với mức giá 125 triệu. Xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.